Sự đời trao trao tay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương và tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết u sầu trên miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim. Chàng đớn đau hơn khi xuyên nhân gian, chàng rêu vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương, huống chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng rêu tan xác trong biển lửa chan, để lại mối nhân duyên đắm cay.